chỉ trong vòng vài tháng, sự trở lại của đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến đời sống người dân. Không chỉ làm cho cuộc sống bình thường bị đảo lộn, đại dịch còn cướp đi sinh mệnh của hàng ngàn người, để lại bao mất mát, tiếc thương, trong đó có cả những nghệ sĩ tài năng của làng giải trí Việt. Ngày 18 tháng 7, ca sĩ nhạc rock Trung Thành Sago qua đời ở tuổi 65 sau thời gian điều trị COVID-19. Ông là một trong những nghệ sĩ gắn bó phong trào rock Sài Gòn những năm 1970. Ngày 25 tháng 7, khán giả lẫn giới nghệ sĩ lại bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ Kim Phượng qua đời sau khi nhiễm COVID-19. Bà là em ruột của nghệ sĩ tuồng cổ nổi tiếng Bạch Mai, Thanh Bạch. Ngày 30 tháng 7, ca sĩ Vi Hải, gương mặt quen thuộc của nhiều phong trào phía Nam với những ca khúc Tiền Chiến hay tình khúc của Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, đột ngột qua đời sau khi dương tính với COVID-19, hưởng dương 50 tuổi. Chỉ một ngày sau, nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Khải Hoàng, tay đàn có tiếng trong những dàn nhạc cổ, nhạc đờn ca tài tử, cũng đã trút hơi thở cuối cùng sau 3 tuần nhập viện điều trị COVID-19. Và rồi khán giả lại tiếp tục đón nhận tin buồn. Ca sĩ khiếm thị Phương Quế Như, cô út của Phương Mỹ Chi, qua đời vào hôm 16 tháng 8 sau thời gian chiến đấu với COVID-19. Cô út chính là người đã đưa Phương Mỹ Chi đến với dân ca và được khán giả biết đến qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí. Điều đáng nói là khi cô út qua đời cũng là lúc gia đình của cô bé dân ca đang phải chiến đấu với COVID-19. Tháng 8 cũng đánh dấu sự mất mát to lớn của sân khấu tuồng cổ khi nghệ sĩ Bạch Mai, cây đại thụ của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, ra đi sau một thời gian điều trị COVID-19, hưởng thọ 73 tuổi. Không chỉ là một giọng ca được nhiều khán giả mến mộ, bà còn có những đóng góp lớn trong vai trò là soạn giả, đạo diễn, cố vấn nghệ thuật, người truyền nghề cho thế hệ diễn viên trẻ. Trước đó, nhạc sĩ Thanh Châu, em trai nghệ sĩ Bạch Mai, cũng qua đời do COVID-19. Bước sang tháng 9, khán giả lại đón nhận tin dữ. Nghệ sĩ Đình Hùng qua đời ở tuổi 64 vào khuya 6 tháng 9 sau hơn nửa tháng trị bệnh COVID-19. Ngày 13 tháng 9, đạo diễn Nguyễn Tấn Lực cũng lìa xa cõi tạm vì COVID-19, hưởng dương 31 tuổi. Nhiều nghệ sĩ Việt như Cao Thái Hà, Bạch Công Khanh, Mai Thu Huyền đã đồng loạt chia sẻ bày tỏ sự tiếc thương trước sự mất mát to lớn này. Ngày 20 tháng 9, ca sĩ người dân tộc Bana, Y Giang Tuyên đã ra đi ở tuổi 42 sau một tháng điều trị COVID-19. Anh được can thiệp ECMO, tim phổi nhân tạo tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. COVID-19 cũng đã đánh gục nữ ca sĩ Phi Nhung. Cô đột ngột ra đi hôm 28 tháng 9 sau hơn một tháng điều trị. Dù có lúc, bệnh tình của nữ ca sĩ có những chuyển biến tích cực, thậm chí cô từng hai lần âm tính với COVID-19 trước khi qua đời, song phép màu đã không xảy ra. Sự ra đi của giọng ca bông điên điển khi nhiều ước nguyện còn dang dở, đặc biệt là 23 người con mà cô nhận nuôi dưỡng, đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng giới mộ điệu. Là mất mát, là đau thương, là những khoảng trống rất lớn cho nền nghệ thuật, nhưng những gì họ đã cống hiến cho cuộc đời chắc hẳn sẽ còn sống mãi trong tim khán giả.